Thực ra cái ý nghĩa là những năm vừa qua cũng như bao nhiêu lần của cái thanh niên của báo tuổi trẻ cũng như câu lạc bộ Tiền Giang của Bến Tre, thật ra những ý nghĩa này xuất phát từ tình thương mà như đồng chí phó bí thư tỉnh vừa phát biểu, thì thật ra đồng chí ra trước là cái người thụ hưởng cũng như là những ngày những đêm dài đợi thì trải qua biết bao nhiêu gian nan của hành trình, biết bao nhiêu ổ gà ổ voi, nhưng mà chiếc xe chạy không được thì chúng ta tiếp sức đẩy nhẹ chiếc xe lăn trên một cái đoạn đường như thế thì cũng đầy dễ gian nan để mà đủ năng lượng để đến tới. Kính thưa quý vị, cái ý nghĩa bí quyết của chúng ta hôm nay là tình thương, và đến công việc này cũng như năm ngoái thời gian tôi anh đi ra và một số cái gì khác thì lúc nào cũng vận động, vận động cái chương trình này lớn mạnh ra như đồng chí ta vừa nói và lâu dài, bởi cái ý nghĩa này không phải là một sự đóng góp lớn hay là nhỏ, nhưng trong kinh thánh chúng ta nói là một số người đàn bà quá còn lớn hơn những đồng tiền bất nghĩa trên đất phú. Và trong kinh Phật cũng có một cái việc, cũng có một cái chuyện khi người giảng thuyết ở một cánh rừng thì ai đến đó cũng thấy một ngọn đèn chỉ vào một buổi tối và trên hành trình, thì ai cũng có đến mang được một ngọn đèn, nhưng riêng có một người và đàn bà quá nghèo khó không đủ tiền để mua một cái ngọn đèn, và không biết lấy gì để mà tạo thành ngọn đèn để đi đến để nghe được cái kinh của Phật, thì bà đèn đến với ông bán dầu và nói tôi cũng chả có cái gì, tôi chỉ có một mái tóc đẹp thôi. Thì cái người bán dầu thật sự cũng không cần mái tóc, nhưng mà thấy mái tóc đẹp và thấy cái lòng yêu thương kính nể và muốn đến cái việc mà hỗ trợ như thế, thì ông mới trao đổi thần giáo dầu với một cái mái tóc của người đàn bà quá đó, thì bà được cái tặng thêm một cái tim bắp và một cái giáo dầu. Thì bà càng đến thời để nghe cái Phật thuyết giảng, nhưng đến khi cái sự ngăn trị không quỷ trong cái trường đó, nó thấy vậy khi người giảng đạo thì nó quá là một cái cơn gió bão hùng để mà dập tắt hết những cái ngọn đèn đó, nhưng người này với cái lòng quyết tâm, một cái tình yêu thương vì chân lý và ôm cái đèn quý báu của bà vào lòng, thì xin lỗi, bao nhiêu câu năng, bao nhiêu pháp lực của con quỷ không dập tắt, tất cả bị tắt hết. Nhưng mà nó thấy trong cái đường vẫn còn một cái đường sáng, và khi nó đã dùng hết công năng, hết pháp lực thì nó lại ngồi xuống, và từ đó cái đèn của người đàn bà quả được ngồi ra, được sáng lên trở lại. Thì khi đó các bạn thấy không bị hối hận, à cuộc đời ta làm mưa làm gió nhưng vẫn thua một người mình đường bà có cái nhân tình. Ý nghĩa muốn nói là đây không phải là một sự đóng góp của tài chính lớn hay nhỏ, nhưng mà đây là một chương trình mà chúng ta tất cả đồng cảm ơn, cảm ơn từ người tổ chức, từ người vận động, từ người đóng góp, và trong một tinh thần yêu thương biết bao đấy, thì tôi cũng như quý vị là một nhân tố để mà chúng ta động viên, đồng giáo động viên, vận động để chương trình này nói với đồng chí phó bí thư tỉnh Bến Tre là càng ngày càng được nhiều cái người thụ hưởng nhiều hơn, và chúc mừng sức khỏe các bạn tài trợ được thành công hơn, được có sức khỏe hơn và được làm ăn phát đạt hơn, để chúng ta tiếp tục trên con đường dài dài để là một cái động lực động viên cho các tuổi trẻ có tài năng mà không có cơ hội đến được. Tôi xin cảm ơn.